Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ quay trở lại đây và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp VN4. Và trước khi vào mở ngữ pháp mới, chúng ta cùng nhau xem qua một bài. Hay, của đầu ngoài mình ra sao? Thôi các bạn nhìn vào các bạn người nước ngoài Nagai Kuzin Dismet và các bạn có thể biết là các bạn nam này là người Mỹ hay là người Canada không? Chắc các bạn không biết rồi đúng không? Nên là các bạn hãy chỉ là suy đoán của mình, nên là mình sẽ có một thì có thể là bạn này là người Mỹ và hoặc là gì? Có lẽ là không chừng bạn này là người Canada, đúng không các bạn? Thì hôm nay chúng ta sẽ đi học mẫu cấu trúc của câu tiếng Nhật là gì? Có lẽ là không chừng gì đó ha. Thì một sự suy đoán, phỏng đoán của người nói thì discuss, thì chúng ta sẽ có mẫu câu là Amerikajin kamoshiremasen. Hay Amerikajin kamoshiremasen là gì? Có lẽ là người Mỹ hoặc là Canadajin kamoshiremasen thì discuss là có lẽ là người Canada. Thể hiện sự phỏng đoán, suy đoán của người nói ha. Rồi, để hiểu rõ một chút không một cinema xem, chúng ta cùng nhau đi vào một cấu trúc. Hay, rồi có cấu trúc không một cinema xem này thì chúng ta đi với kê hai các bạn ha. Rồi, nếu mà là tính từ ina và danh từ thì chúng ta chỉ cần bỏ ra và giữ nguyên để cộng với không một cinema xem. Rồi, ý nghĩa của mẫu cấu trúc không một cinema xem này là có lẽ là cũng không biết chừng. Ví dụ như các bạn mình nói là gì? America xin không một cinema xem, có lẽ là người Mỹ ha, hoặc là Canada gì không một sự mà sẽ cũng không biết chừng là người Canada đi discuss hay business. Thôi để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng nhau đi qua phần cách dùng. Thôi cái mẫu câu có một sự mà sẽ này là gì? Là biểu thị sự phỏng đoán của người nói nhưng khả năng xảy ra rất là thấp, có nghĩa là cái khả năng xảy ra có nghĩa là đang là ở là gì dưới 50% hoặc 50% các bạn ha. Rồi nếu đề xuất diễn đạt sự việc có thể xảy ra ở mức 80-90% thì mẫu câu này khả năng xảy ra rất là thấp, chỉ khoảng là 50% các bạn ha. Rồi sử dụng khi gì? Lo lắng về một chuyện gì đó không như mong muốn ha các bạn ha. Rồi để hiểu rõ mẫu chúng này, chúng ta cùng nhau đi qua họ câu ví dụ. Hay rồi thì là sao? Rồi các bạn nhìn vào cái giáo viên mới nè, đây là một cái giáo viên mới Ataji Sensei. Thì các bạn nhìn vào mặt thầy rất là nghiêm ha, nên là mình đoán là gì? Thầy rất là gì? Khó, có thể là thầy rất là khó, nhưng mà lỡ thầy vào thì rất là dễ sao, tuy cái hình dạng như vậy nhưng mà thầy rất là dễ sao, đúng không các bạn? Thì cái khả năng xảy ra rất là thấp, nên là mình sẽ có một câu là Ataji Sensei wa kibishi kamo shiremasen. Hay Ataji Sensei wa kibishi kamo shiremasen. Thì các bạn nhìn sao các bạn? Đúng rồi ha, các bạn nhìn là giáo viên mới có thể là rất là khó tính. Hay thì discuss hay thì business. Thôi để đó chúng ta cùng nhau đi qua phần nguyên tập. Hay subscribe cho chúng ta chút. Hay cũng rồi mà tiệt là sai. Thôi thì chúng ta sẽ có một câu là mà để có nông người đây thường là abunai desu, đúng không? Thì bây giờ nếu mà đi Việt Nam thì sao? Sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái việc đó là có chắc 100% các bạn, đúng là chỉ có 50% thôi, dưới 50% thôi ha. Là gì? Nếu bây giờ mà đi Việt Nam thì có lẽ là nguy hiểm đó, ví dụ như dịch bệnh hay là gì đó ha các bạn ha. Thì chúng ta sẽ có một câu là gì nè? Đúng rồi, chúng ta sẽ có một câu là ý mà về từ người về từ nào á, ở bữa nay có một sự mà sẽ các bạn nhìn sao các bạn? Bây giờ mà nếu mà đi Việt Nam á thì sao? Có lẽ là gì? Rất là nguy hiểm. Hay discuss hay business hay thì người em xin chào. Rồi, các bạn nữ này đây như thế nào ta? Đúng rồi ha, trời đang mưa, đúng không? Bây giờ trời đang mưa nên sao? Nên là bạn nữ đoán là gì? Suy đoán của bạn nữ là gì? Có thể buổi chiều là sao? Trời sẽ như thế nào? Trời sẽ tạnh mưa, trời sẽ dừng mưa ha. Nhưng mà cái điều đó của bạn chắc chắn không? Không ha, bạn nó xảy ra rất là thấp. Nên là sao? Có thể mưa đến tối luôn, đúng không các bạn? Nên là cái này đang chỉ là một sự phỏng đoán và khả năng nó xảy ra rất là thấp ha. Thì chúng ta sẽ có một câu gì nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ có một câu là Google から雨が止むかもしれません。はい、もう一度やってください。Google から雨が止むかもしれません。はい、いいですか？はい。từ buổi chiều thì mưa có thể là tạnh đó, đúng không các bạn? はい、いいですか？かもしれません thì các bạn có thể nói chỉ trên thẻ ngắn là かもしれない。かもしれない。いいですか？はい、いいですね。はい、次の練習。はい、この方をやめてください。はい。各位、見たいわ。各位、何言ってんのか。どうも、何言ってんのか。
Bạn nào này đang chạy ha, đang chạy để cho không? Đúng rồi, để cho kịp tàu đúng không các bạn? Thì nếu mà sao? Nếu mà gì? Nếu mà chạy thì có thể gì? Có thể là gì? Kịp chuyến tàu này. Nhưng mà sao các bạn? Bạn đó có chắc chắn biết mình có thể, nếu mà chạy rồi tàu nó có kịp không đúng không các bạn? Chắc chắn là không rồi đúng không? Nên là mình sao? Mình chỉ là gì? Có thể là mình suy đoán ha, nếu mà mình chạy thì sao? Mình có thể kịp tàu. Thì chúng ta sẽ có một câu là hay. Và nếu bạn nào đạt được 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của trường Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Matakon arigatou.